Vâng bạn, tình hình là chuẩn bị lễ 2 tháng 9 các bạn, lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Thì Quy Nhơn có những gì mới? Thì hôm nay video này kênh Quy Nhơn GT sẽ cập nhật cho các bạn xem. Vâng, là đây là khu vực trung tâm hội nghị Bình Định đó, nơi diễn ra các cuộc hội nghị và treo những cái băng rôn cổ động để hưởng ứng các ngày lễ lớn. Vâng, năm nay là 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 các bạn. Đó, sáng nay rồi trong cái dịp 2 tháng 9 này thì có chương trình du lịch Việt Nam qua không gian ảnh các bạn. Đó, thì diễn ra ở quảng trường Nguyễn Tất Thành và chiếu phim ở trong khu vực trung tâm hội nghị Bình Định. Đấy. Vâng, cờ hoa ở các con đường lớn Quy Nhơn rất là rực rỡ các bạn nha. Đây là có chương trình ca nhạc luôn này. Đôi cánh diệu kỳ vào 21 giờ ngày 3 tháng 9 các bạn. Đó, quá trời quá đất chương trình này. Chương trình du lịch điện ảnh này các bạn. Chỗ đây chương trình du lịch điện ảnh này các bạn. Điện ảnh và thể thao tự hào Séc Việt. Đó các bạn. Sắp tới thì Quy Nhơn sẽ làm lễ hội rất là lớn nha. Đó, trong này các bạn. Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển các bạn. Ghé xuống quảng trường Nguyễn Thành cho các bạn xem nhé. Ở khu vực đường Nguyễn Thành này, thành phố đã dựng hai cổng chào các bạn để mà nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 này. Chào mừng 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó các bạn. Trong đây là quảng trường Quy Nhơn, thành phố du lịch sạch ASEAN các bạn. Đấy. Dịp lễ 29 này Quy Nhơn sẽ có rất là nhiều hoạt động du lịch diễn ra. Đó, tinh hoa võ thuật quốc tế nè bạn, sẽ diễn ra ở quảng trường Nguyễn Tất Thành luôn. Rồi đêm nhạc đôi cánh diệu kỳ. Đó, tinh hoa võ thuật quốc tế nha. Ok các bạn. Hôm nay là 30 tháng 8 các bạn, còn ngày mai là bắt đầu trong cái dịp nghỉ lễ 4 ngày của lễ 2 tháng 9 năm nay, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 các bạn. Vâng, trên đường phố Quy Nhơn thì có những băng rôn quảng cáo về những cái chương trình lễ 2 tháng 9 sắp tới rất là nhiều. Xem về cái băng rôn đôi cánh diệu kỳ này.
21 giờ ngày 21 20 giờ 10 các bạn, chính xác là 20 giờ 10 ngày 3 tháng 9 các bạn. Đêm nhạc hội Đôi Cánh Diệu Kỳ có các ca sĩ như là Bùi Anh Tuấn, Đức Phúc, Tùng Dương, Hà Trần, nhóm MTV, rapper Tit. Đó, diễn viên Nhật Bản nữa nè bạn. Diễn viên Hồng Kông. Diễn viên Hồng Kông các bạn, diễn viên Hàn Quốc. Đấy. Nhìn rất là đặc biệt luôn. Du lịch, điện ảnh, thể thao, kiến tạo tương lai đường dài Trung Quốc. Thời gian vào ngày 2 tháng 9, địa điểm là Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đó các bạn. Do khu vực quảng trường Hiếu Thành này đã nói chung đã đóng đường để mà thực hiện cái chuẩn bị của chương trình 2 tháng 9 năm nay các bạn. Đóng đường hết rồi. Đó, dựng cổng hoành tráng luôn. Và năm nay Quy Nhơn làm lớn quá các bạn. Chào mừng cái hoạt động này đó, làm rất là lớn luôn. Trong kia là dựng sân khấu là hai bên luôn các bạn nha. Dựng sân khấu hai bên quảng trường luôn. Bên phía tượng đài Bác Hồ và bên phía khu vực bãi cỏ của quảng trường. Đó, làm rất là to đùng luôn. Đó, những cái vòng xoay lớn là treo cờ đỏ hết các bạn. Rất là tuyệt vời nha. Đang trong quá trình chuẩn bị. Cũng sắp lộ diện hết rồi. Hai đầu. Đó, khu vực ở đây thì sắp tới sẽ cắt nóc cái tòa A các bạn. Theo thông tin của các bạn bất động sản, sắp tới vào tháng 9 này thì cắt nóc. Là lớn nha cổng này. Đó, nhìn hoành tráng chưa. Trong kia dừng những cái bảng pano điện ảnh rất là nhiều các bạn. Quá trời luôn nè. Quá trời luôn. Phim du lịch Bình Định thể hiện qua điện ảnh dựng thành những bảng quảng cáo các bạn. Đó, để mà cái hội thảo du lịch điện ảnh và thể thao đấy. Quá trời quá đất các bạn ơi.
trường đang chuẩn bị làm rất nhiều chương trình sắp tới các bạn. Rất nhiều chương trình sắp tới. Nói chung là sẽ rất là đáng xem các bạn. Sẽ rất là đáng xem tại những ngày lễ 2 tháng 9 tại quảng trường Quy Nhơn này. Xuân Diệu thì đã lên cờ hoa rực rỡ rồi bạn, cờ Tổ quốc rực rỡ. Thì trang trí cho những cái cờ hoa rực rỡ thì chỉ trang trí cho những cái đường lớn thôi các bạn. Đó. Cầm bông giấy rất là đẹp các bạn. Công an đang xử lý xe khách này bạn. Xe khách nha bạn, không phải là xe du lịch, cho nên là công an sẽ xử lý đón người sai tuyến, chạy sai tuyến. Dọn dẹp trật tự đô thị rất là nhiều, các tuyến phố là lấn chiếm buôn bán là trật tự đô thị, cũng như là công an phường đã dọn triệt để các bạn, dọn triệt để thành phố Quy Nhơn bước vào cái kỳ nghỉ lễ tương đối sạch sẽ, sạch đẹp đó. Quán cà phê hay là để những cái bảng quảng cáo mà lấn chiếm vỉa hè là dọn sạch. Giao thông đợt này mình thấy làm việc ở ngoài đường cũng rất là nhiều. Rất là gắt gao luôn các bạn. Chạy đến xói một bãi cát này. Đó, những hình ảnh này thì chuẩn bị sẽ thấy nhiều ở Quy Nhơn, ở bãi biển Quy Nhơn các bạn. Chuẩn bị bước vào mùa mưa rồi. Đó, những cái tranh ảnh cờ rất là rực rỡ luôn. Đường Xuân Diệu, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Tất Thành, đường An Dương Vương, những con đường chính lớn của thành phố Quy Nhơn, những con đường trung tâm để giới thiệu quảng bá hình ảnh thành phố Quy Nhơn đến với khách du lịch trong nước và quốc tế các bạn. Đấy, những hình ảnh đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn nằm ở những con đường này.
là đẹp tuyệt vời các bạn. Những khu này là dọn dẹp sạch sẽ, lấn chiếm vỉa hè nha các bạn. Buôn bán lấn chiếm là các mấy ngày hôm nay mình tới là thấy dọn sạch sẽ, trật tự đô thị hết, dọn sạch sẽ các bạn. Nhà xe la kia mấy hôm mà bây giờ lên tầng 10 rồi các bạn, rất là nhanh. Ngày 4 theo thông tin thì cái cà phê Quy Nhơn cũ của bạn là xe la họ làm lại này, họ khai trương hình như là ngày 4 đó bạn, ngày 4 tháng 9. Quay trở lại cái cà phê đó mình quay cho các bạn xem để mọi người biết rõ hơn. Cà phê khách sạn xe la đó bạn, hồi trước mình có giới thiệu rồi. Phan Chu Trinh, góc đường Phan Chu Trinh và Nguyễn Huệ các bạn, đường quay qua mạch biển Quy Nhơn đó. Khách sạn đây, khách sạn Quy Nhơn thì được sửa chữa lại. Tại ngày 4 tháng 9 các bạn, giảm 20% đồ uống, cà phê Sala nha. Ngày 4 tháng 9 là tuần sau đó các bạn, thứ năm tuần sau thì phải. Khu vực đây là trật tự đô thị dọn dẹp rất là nhiều nè các bạn. Không biết thì xong ngày hôm nay thì họ có tiếp tục làm việc nữa hay không. Những hình ảnh rất đẹp chỗ khu vực quảng trường chiến thắng này bạn. Đấy, đứng đây mình quay cho bạn xem. Đó, khu vực quảng trường. Vâng, những hình ảnh Quy Nhơn rất là đẹp này các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời nhé. Sáng nay thì không biết ở đâu cháy mà khói không này các bạn. Sáng nay thì trời thời tiết hơi mù mù các bạn, không có được trong xanh lắm.